em. Ờ. Em ơi, bà đây em. Cùng với em nhớ phải dám thế này.
12 12 là ba cái đấy. Ví dụ là một cái này ví dụ nhà mình cũng thế này đó, ví dụ là một cái này cơ dược thì ba cái này một cơ dược là một cơ dược ba một cương đúng rồi, để nó tăng độ mịn, chứ cơ dược không là nó không tốt, ấp trứng không tốt, nó không có độ mịn, nó lồng càng cống đấy. Và cái giữ ẩm là cái này giữ ẩm rất tốt, nhìn thấy sinh ra phát triển rất tốt. Đây cho vừa đây anh đặt rồi. Cứ bạn nào lấy vừa ra mình chưa, mình chưa. Đừng dùng chưa vừa không. Thứ nhất là nó mịn khô, nó rất là muốn tốt từ lồng tốt. Thứ hai nữa là nó lồng cầm cái độ nhận của nó không có ấp trứng kém, trứng mới được ấp đó. Ở nó nhanh phát triển. Trứng mà lồng cầm thì nó lại trứng thì có bao nhiêu ngày thì nữa? Trứng nếu mà nhiệt độ đạt từ 27 độ C trở lên thì chỉ khoảng độ 7 đến 10 ngày là cái trứng kia nó có giống của em rồi, cái là đã được 4 ngày rồi, khoảng độ 4 ngày nữa, 4 đến 5 nữa là đã nhận được và đánh em rồi. Cái này đây này cuối đất này có khoảng mấy thùng là bốn thùng rồi. Bây giờ em có mấy thùng rồi? Bây giờ em có một thùng nữa. Một thùng và mét mấy? Một thùng của anh thôi. À một thùng, em cho hết vào một thùng. Sau đó rồi nó lở ra. Lở ra rồi trong nhỏ thì mình mới tập trung được. Ví dụ nhá, nhỏ mới để mình nuôi tập trung một thùng. Mà lớn lên thì em phải tách ra thành hai thùng. Thế này 2-3 thùng. Ba thùng, 2-3 thùng. Đấy, là thứ nhất. Sau đó rồi em bán về và để nhà em làm giống nhân ra và nó sẽ sản xuất. Còn trong quá trình nuôi em phải làm thêm thì sau cái nứa nó nhân ra rất là nhiều. Vâng, nhá. Để chăng đâu? Dạ, em đến đây. Để này, để anh. Cái bạn Zalo ấy. Mới. Có cái bạn Zalo này anh bảo được cấp cho em. Em nhé. Khi nào lưng có hợp đồng không anh giải thích cho em rồi. Lưng mình có gốc sẵn rồi. Lưng lên thì sản lượng sau một tháng, trong đầu ghi rõ rồi. Sau một tháng cho em nhập cái sản lượng để em lưng về. Nhá. Đó, ví dụ nè. 10 năm là ví dụ anh ví dụ 10 năm em lưng hợp đồng. Khi em nuôi là em cảm thấy ok rồi. 10 năm lưng lên. Thì 15 tháng tới này là em cộng cái sản lượng của em vào là em đi về trại, đi chạy luôn, hiểu chưa? Đó, đấy. Và trong quá trình nuôi thì em làm cái thùng. Vâng, cái này chắc phải làm cái thùng. Làm cũng nhiều thùng nữa. Nhiều thùng. Bây giờ mình không có là công ty nữa thì mình vẫn tự làm chủ thì đúng rồi. Nhiều thùng. Và nhiều thùng thì sản lượng nó mới lớn. Dạ. Chứ còn không phải là người ta nuôi thì vui được. Phải ra kinh tế. Phải ra kinh tế. Vui thì vui, vui thì vui ra. Vui thì bao giờ mà đến những tuổi mà mình không làm được gì nữa thì con cháu nó xử khảo. Bây giờ còn đang đi làm kinh tế không thì vui. Anh lẻ này được không? Anh em quay theo đây. Bà con đến ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với trại dế Thanh Bình. Trại dế Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Cấp chứng hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con lâu dài. Và bà con thấy là bà con các tỉnh tấp lập về ký hợp đồng với trại dế Thanh Bình để trại Vĩnh Bình hướng dẫn kỹ thuật một cách trực tiếp cho bà con chăn nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Ở đây con dế của trại dế Thanh Bình đây bà con. Đó, đây là nơi mà bà con thường đến tham quan là cơ sở 1 nhé, rất nhiều thùng. À, đó bà con thấy chưa? Đó, đây con dế của trại dế Thanh Bình đây bà con, rất nhiều luôn. Đó, bà con thấy chưa? Đây là dế con. Đó, nơi của trại dế Thanh Bình có tất cả các loại dế, con dế để bà con tham quan, bà con nhìn nhận thấy thực tế. Đấy, em này đã đến tham quan và thực tế thấy trại dế Thanh Bình chăn nuôi và con dế của trại dế Thanh Bình và em ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với trại dế Thanh Bình. Đó.
Bà con thấy chưa? Bà con thấy những cái gì Trại Tế Ninh Bình quay là thực tế, hoàn toàn thực tế. Và đúng như vậy, mình không thuê VTV nọ, VTV kia đâu bà con nhé. Không cần thiết, điều đó không cần thiết. Thì Trại Tế Ninh Bình làm ăn là thực tế. Tôi dẫn bà con là thực tế. Đó. Ôi, Trại Tế Ninh Bình xin kính chào bà con nhé. Đây là cơ sở 1 của Trại Tế Ninh Bình, cơ sở thu mua. Có một phòng gọi là phòng kỹ thuật để bà con đến tham quan. Ôi, Trại Tế Ninh Bình xin kính chào bà con, kính chúc bà con tất cả trong ngành chăn nuôi dế thành công và phát triển đi lên từ con dế. Tôi xin kính chào bà con.